có nên mua máy đo huyết áp tại nhà hay không và máy đo huyết áp có thực sự hiệu quả hay không, thì hôm nay Hoàng Sơn sẽ có những cái chia sẻ để cả nhà mình tham khảo nha. Tại vì thứ nhất á, là cái huyết áp của mình đó, nó sẽ báo lên được cái sức khỏe của mình hiện tại. Ví dụ khi chúng ta nghỉ ngơi đó, thì nhịp tim mình nó sẽ đập bình thường, đập nhẹ, đập khoảng tầm 60 đến 70 lần trên phút nè. Và huyết áp chúng ta cũng vừa phải, ví dụ tầm 130 đó. Nhưng mà khi mà chúng ta làm việc thì bắt đầu tập thể dục ha, hoặc chúng ta lao động thì nhịp tim chúng ta bắt đầu tăng lên, nó tăng lên tới 70, 80, 90 để mà nó đưa máu, đưa dinh dưỡng đến các cơ quan của chúng ta để chúng ta làm việc. Và chính vì vậy áp lực huyết áp của chúng ta cũng tăng theo đó, năng lượng chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều. Nên mà đối với những người ở cái sức khỏe mình không tốt, mặc dù chúng ta không lao động nhưng mà nhịp tim vẫn cao, huyết áp vẫn cao, thì nó cũng một phần nó nói lên được cái sức khỏe của mình. Có lý do gì đó mà chúng ta không lao động mà huyết áp chúng ta vẫn cao. Và khi đối với người bình thường, khi mà chúng ta làm việc huyết áp mình mới cao như vậy. Còn đối với những người mà bị bệnh huyết áp nha, bình thường nó đã cao như vậy rồi, giống như cái mức nước nó đang ra rất là cao rồi. Khi chúng ta có cái lao động hoặc chúng ta có cái chuyện gì mà suy nghĩ nhiều, nó sẽ huyết áp đẩy lên nữa thì nó sẽ rất là dễ làm tràn ly, rất là dễ làm vỡ mạch máu, gây đột quỵ đó. Nên cả nhà thấy rất là nguy hiểm nha. Và hiện tại thì cả nhà biết cái máy đo huyết áp nó rất là thông dụng ở trong nhà chúng ta. Nếu mà trong nhà chúng ta mua một cái máy massage nè, máy chăm sóc sức khỏe nè, máy đo huyết áp, máy đo tiểu đường, máy sông mũi họng, máy trợ thính, tất cả những cái máy đó, máy tập thể dục, thì nếu mà Hoàng Sơn khuyên cả nhà mình á, mua cái máy đầu tiên phải là cái máy đo huyết áp. Cái đó là cái lời khuyên rất là chân thành từ Hoàng Sơn. Tại cả nhà biết không, ví dụ một cái máy chạy bộ chúng ta bỏ ra hơn 10 triệu, một cái ghế massage chúng ta bỏ cũng hơn 10 triệu. Trong khi đó một cái máy huyết áp là nó chỉ có tầm khoảng trên dưới 1 triệu, những dòng cao cấp thì tầm 2 triệu mà chúng ta có thể sử dụng được cho cả gia đình chúng ta, và chúng ta sẽ phát hiện sớm về bệnh. Tại vì ngày xưa khi mà chúng ta lớn tuổi mới bị bệnh gọi là cao huyết áp, nhưng mà hiện tại những thanh niên tầm mới có hơn 20 tuổi thôi đã bị bệnh cao huyết áp rồi, huyết áp rất là trẻ. Và hiện giờ thì huyết áp cả nhà mình cũng biết nó có tính chất là di truyền, nên là những em bé mà mặc dù có ba mẹ bị huyết áp rồi, là mặc dù tuổi nhỏ nhưng vẫn có thể bị bệnh huyết áp cả nhà ha. Đó. Nên là cả nhà biết cái máy giống như thế này thì nó rất là dễ xài, nó không có khó xài đâu. Mình chỉ có một cái vòng quấn đeo vào tay và mình cắm vào máy, mình bấm nút đo thì khoảng tầm một phút thôi chúng ta sẽ biết được sức khỏe mình nó như thế nào. Và nếu mà chúng ta đo mỗi ngày thường xuyên thì chúng ta chỉ tốn pin thôi chứ không có tốn gì hết á cả nhà ha. Mình có thể đo được, chăm sóc được sức khỏe cho cả gia đình luôn. Phòng bệnh thì rất là dễ, chữa bệnh thì nó rất là tốn tiền và rất là khó cả nhà đó. Thì Hoàng Sơn cũng có một số cái gợi ý, nếu mà như thay vì mình tặng quà cho người thân bạn bè mình, đặc biệt là đối với ông bà cha mẹ hoặc là những người mà mình thương yêu hoặc là những cái đối tác của mình á, mình tặng những cái máy chăm sóc sức khỏe thì cái máy huyết áp vẫn là cái ưu tiên số 1 hay nha. Nếu mà ví dụ Hoàng Sơn nói là cái máy này giả sử là 1 triệu đi, thì trong 1 năm chúng ta chia ra thì nó không có bao nhiêu tiền. Và đặc biệt cái máy này á, là bảo hành được tới 5 năm. Nếu mà nó bền á, nó xài 5-7 năm lại. Còn nếu mà như gọi là tối thiểu chỉ 5 năm thì cả nhà thấy nó đâu có tốn kém nhiều ha. Đó, cả nhà thấy cái máy rất là dễ đo và dễ sử dụng. Ngoài ra nó còn có thể kiểm tra tim mình có đập loạn nhịp hay không và cảnh báo sớm đột quỵ nữa. Rồi, cái đó thì Hoàng Sơn có những video riêng để chia sẻ thêm, giải đáp thắc mắc cùng cả nhà mình. Rồi, chúc bà con mình nhiều sức khỏe nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại.